tôi hỏi là tôi bị tăng huyết áp đột ngột, có khi vài tháng một lần, có khi một ngày một lần, rất là thất thường. Khi đó thì bị choáng váng, hoa mắt, ù tai, huyết áp lên đến 170 đến 180. Được tiêm thì huyết áp lại trở về bình thường, rồi vài ngày sau lại như vậy. Cho tôi hỏi là tôi có thể uống được dạo cổ lam hay không ạ? Xin tư vấn giúp tôi. Chào bạn, cây dạo cổ lam là một loại thảo dược, cũng là một loại trà. Theo kinh nghiệm dân gian thì dạo cổ lam có công dụng là hạ huyết áp, ổn định đường huyết và hạ men gan, mỡ máu. Trường hợp của bạn là bị huyết áp cao đột ngột thì uống cây dạo cổ lam thì sẽ rất là hiệu quả và tốt cho bạn. Hơn thế nữa thì dạo cổ lam còn là một loại thảo dược tự nhiên và được thu hái hoàn toàn từ núi rừng. Loại thảo dược này cũng không có độc tố nên bạn có thể sử dụng rất là an toàn. Vì vậy bạn có thể yên tâm sử dụng hàng ngày và lâu dài để ổn định huyết áp. Một số thông tin tôi xin phép được chia sẻ đến với bạn.